Chồng kia là Thắng Huy lại gái đúng không? Đúng nó rồi. Nó đi tù về rồi à? Thôi mình đi chỗ khác, tránh xa mấy thành phần này ra. Ơ, ví tiền của anh. Có phải đây không? Anh kiểm tra xem đủ tiền không? Tôi nhặt được ở đầu ngõ. Đủ rồi em. Biết sao được nhặt ở đầu ngõ hay không? Hay là sợ đi tù tiếp nên mới trả? Đi vợ. Tu Tu, cái điện thoại đâu? Vợ tìm kỹ lại xem. Tên tù tội kia, trả điện thoại đây. Tôi không lấy. Vợ chồng tôi nãy giờ chỉ thấy nó lảng vảng ở đấy. Trả nhanh, không tôi báo công an. Đã bảo tôi không lấy. Anh bấm số vợ anh vào đây. Gọi pháp biết ngay. Cãi nữa đi. Bằng chứng rành rành, quả này rũ tù. Trả máy cho chị nhanh. Ai ơi mà.